Mùa nắng nóng khô rang đã bắt đầu khiến chị em phụ nữ không khỏi băn khoăn lo lắng về tình trạng da đen nhẹm, xuống sắc kéo dài, đặc biệt là sự xuất hiện của các đốm tàn nhang, nám sạm quanh vùng da. Do là vào đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có thể đạt tới là 37 độ C, ánh nắng mặt trời tập trung và chiếu nhiều tia UV vào da, gây tổn thương các tế bào da, hình thành các tế bào gốc do các hoạt tính cao. Không những là khiến da đen sạm, kém sinh mà còn âm thầm phá hoại cấu trúc collagen và elastin bên trong da. Vậy thì làm cách nào để giúp da vượt cạn mùa nắng? Ta-da! Bộ sản phẩm giải cứu làn da thoát khỏi thầm nám với các bước dưỡng da cơ bản và đơn giản. Chị em chúng mình lại có thể tự tin yêu kiều xuống phố rồi. Sakura hân hạnh mang đến cho bạn liệu trình điều trị thâm nám cải thiện làn da trong 28 ngày với 4 bước dưỡng da đơn giản 2 lần mỗi ngày. Và liệu trình 28 ngày này cùng các sản phẩm điều trị nám chuyên sâu được FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn, hiệu quả sẽ giúp bạn khôi phục nét tươi nguyên của làn da. Nám da sẽ không còn là nỗi lo quá lớn với chị em phụ nữ. Thôi thôi, không làm mất thời gian của các nàng nữa. Nào hãy cùng với Thanh Mai chúng ta trải nghiệm luôn bộ sản phẩm đánh bay nám trong 28 ngày. Chần chờ gì nữa nào, come on! Bước đầu tiên cũng là phần quan trọng nhất, đó chính là bước làm sạch da. Bởi vì Thanh Mai có làn da nhạy cảm cho nên là phải lựa chọn cho mình dòng sữa rửa mặt Sakura Sensitive vô cùng dịu nhẹ. Và sữa rửa mặt dạng bọt này sẽ nhẹ nhàng cuốn trôi các bụi bẩn và bã nhờn trên da sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Wow, sau bước làm sạch thì Thanh Mai cảm thấy là da mặt thật là nhẹ và sảng khoái. Da thì mịn mịn nè, mát mát, rất là thích các bạn ạ. Và sau bước làm sạch thì chúng ta cũng đừng quên sử dụng dung dịch cân bằng Sakura Toner để mà điều chỉnh lại độ ẩm trên da nha. Tiếp theo sẽ là em Active Brightening Complex với chất kem đặc mịn cùng với thiết kế vòi nhẫn kem tiện dụng. Các bạn cho một lượng kem bằng hạt đậu ra tay. Sau đó chúng ta sẽ chấm kem lên trên mặt theo hình chữ thập như thế này. Rồi sau đó tán đều nhẹ nhàng hết bề mặt da cho kem thấm đều vào bên trong nhé. Và bước cuối cùng rồi đây, đối với ban ngày trước khi ra đường bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi thì hãy luôn nhớ là chúng ta phủ một lớp kem chống nắng vật lý Physical Daily Defense trước 20 phút để mà làn da được bảo vệ tuyệt đối dưới ánh nắng mặt trời. Còn với ban đêm thì trước khi đi ngủ, thay vào đó thì chúng ta sẽ hoàn thiện bước cuối cùng bằng kem trị nám cao cấp Sakura Spot Care and Whitening Night Cream. Ngoài ra thì các bạn hãy nên kết hợp với viên uống giảm nám tàn nhang, cải thiện sắc tố melanin từ bên trong với SCL White Blossom S ngày 2 lần để mà chúng ta đạt được hiệu quả thúc đẩy từ bên trong lẫn bên ngoài. Đồng thời là phải thực hiện những bước chăm sóc da cơ bản như là chúng ta tẩy da chết 1 đến 2 lần trên một tuần, tẩy trang vào một buổi tối và đắp mặt nạ tuần 1 đến 2 lần nhé. Sau khi kết thúc liệu trình điều trị tấn công trong vòng 28 ngày, chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn điều trị chuyển tiếp, đó là tăng liệu trình thúc đẩy quá trình tái tạo da với kem nám cao cấp 3 ngày Sakura Spot Care and Whitening Day Cream để mà cải thiện tông màu da không đồng đều và làm mờ đốm nám. Thế là chúng ta đã xong 4 bước chăm sóc da khôi phục làn da sạm nám với liệu trình 28 ngày vượt cạn giải thoát làn da khỏi các đốm thâm xấu xí. À, đừng quên chia sẻ với Thanh Mai kết quả mà bạn đạt được nhé.